Chào các em, trong chương trình ôn tập kiến thức phổ thông môn tiếng Anh lớp 12 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại động từ khiếm khuyết, modal verbs. Trong phần ôn tập hôm nay, chúng ta sẽ xem lại hình thức của động từ khiếm khuyết, cách dùng của động từ khiếm khuyết và phần luyện tập. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem lại hình thức của động từ khiếm khuyết nhé các em. Xem lại hình thức của động từ khiếm khuyết bằng cách xem đoạn hội thoại sau đây. Các em sẽ nhận diện lại một số động từ khiếm khuyết. Identify modal verbs in this conversation. Các em xem qua đoạn hội thoại. Chúng ta thấy động từ khiếm khuyết can xuất hiện trong câu Can I help you? Chúng ta có thể thấy động từ khiếm khuyết cũng xuất hiện trong câu You should wear an apron. Người cháu hỏi, Can I help you? Cháu có thể giúp gì được cho bà? Bà nói, Yes, of course. Dân, cháu có thể giúp được. But you should wear an apron. Nhưng cháu nên đeo tạp dề. Chúng ta có thể thấy động từ khiếm khuyết trong câu Can I slice the onion? Can. No, you shouldn't. Động từ khiếm khuyết shouldn't ở hình thức phủ định. Can I slice the onion? Người cháu hỏi, cháu có thể cắt củ hành không bà? Bà nói, no, you shouldn't. Không, cháu không nên làm việc này. Chúng ta thấy động từ khiếm khuyết xuất hiện ở câu Because your eyes may start to burn and tears may run down your face. Chúng ta có động từ khiếm khuyết may. Người bà nói, cháu không thể cắt củ hành bởi vì mắt của cháu có lẽ bắt đầu nóng lên và nước mắt có lẽ chảy ra. Câu tiếp theo, chúng ta cũng có thể thấy động từ khiếm khuyết can. But you can cut the bacon. Nhưng cháu có thể cắt thịt. Câu tiếp theo, chúng ta thấy động từ khiếm khuyết must và shouldn't. You must be careful with a knife and you shouldn't cut it so fast. Cháu nên cẩn thận khi dùng dao và cháu không nên cắt thịt quá nhanh. Vậy chúng ta vừa xem lại một số động từ khiếm khuyết. Chúng ta hãy xem hình thức của động từ khiếm khuyết như thế nào nhé các em. Các em xem, chúng ta có một số động từ khiếm khuyết. Can, dạng phủ định, can't. Could, couldn't, will, won't, would, wouldn't, may not không có dạng viết tắt nha các em, might có dạng phủ định, mightn't, shall có dạng phủ định, shan't, should, shouldn't, oughtn't to, chúng ta có ought to cũng là nên nha các em, must có dạng phủ định, mustn't, needn't. Sau những động từ khiếm khuyết thì chúng ta sẽ dùng infinitive without to, động từ nguyên mẫu không to, khi chúng ta muốn dùng ở dạng chủ động. Khi chúng ta muốn động từ khiếm khuyết chia ở bị động thì chúng ta sẽ dùng be past participle. Chúng ta có dạng bị động. Chúng ta xem hai câu ví dụ sau. You may remember modal verbs. A modal verb can be used with another verb. Các em có lẽ còn nhớ động từ khiếm khuyết. Một động từ khiếm khuyết có thể được dùng với một động từ khác. Chúng ta vừa xem qua hình thức của động từ khiếm khuyết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua cách dùng. Chúng ta xem cách dùng thứ nhất của động từ khiếm khuyết. Đó là nói về ability, nói về khả năng. Bây giờ các em xem một số trường hợp sau đây. A Vietnamese student is talking about his language ability. Use modal verbs to complete the sentences. Một học sinh Việt Nam đang nói về khả năng ngôn ngữ của anh ta. Hãy dùng động từ khiếm khuyết để hoàn thành những câu sau. Các em xem khả năng thứ nhất. I speak my mother tongue when I was two. Lúc tôi 2 tuổi, tôi nói được tiếng mẹ đẻ.
thì khi nói về khả năng ở quá khứ, chúng ta có thể dùng động từ khiếm khuyết là could. Could. Chúng ta xem tiếp qua khả năng thứ hai của anh ta. I speak one foreign language at present. Tôi nói được một ngoại ngữ hiện tại. Ở hiện tại, khi mình nói về khả năng, mình có thể dùng động từ khiếm khuyết gì các em? Chúng ta có thể dùng động từ khiếm khuyết là can. Can, I can speak. Vậy thì khả năng tiếp theo của anh ta sẽ nói về khả năng ở tương lai. Chúng ta xem khả năng ở tương lai. I speak two foreign languages in the future. Tôi nói hai ngoại ngữ trong tương lai. Khi nói về khả năng ở tương lai, chúng ta có động từ khiếm khuyết will và đi với cụm be able to, will be able to. Vậy, động từ khiếm khuyết có thể dùng để nói về khả năng ở hiện tại, quá khứ và tương lai. Chúng ta xem bản tổng hợp sau đây. Chúng ta có thể dùng can đi với infinitive without to để nói về present ability, khả năng ở hiện tại. Chúng ta có thể dùng could infinitive without to để nói về past ability, khả năng ở quá khứ. Chúng ta có thể dùng will be able to infinitive without to để nói về future ability, khả năng ở tương lai. Chúng ta vừa xem qua cách dùng thứ nhất của động từ khiếm khuyết nói về khả năng. Bây giờ chúng ta cùng xem qua cách dùng thứ hai nhé các em. Cách dùng thứ hai của động từ khiếm khuyết đó là degree of certainty, mức độ chắc chắn. Chúng ta hãy xem bài tập sau đây. A person wants to make a guess about what is hidden in the pictures. What modal verbs will he or she use to do this? Một người muốn đoán về những gì được che giấu trong bức tranh. Vậy thì anh ta hay cô ta sẽ sử dụng động từ khiếm khuyết gì để làm việc này? Bây giờ các em xem the first picture, bức tranh đầu tiên, và có một dự đoán. It be a leaf, I'm not sure. Nó là một chiếc lá, tôi không chắc. Khi dự đoán của mình chưa chắc chắn thì mình sẽ dùng động từ khiếm khuyết gì các em? Chúng ta sẽ dùng may, might, could, có lẽ. Đó có lẽ là một chiếc lá, tôi không chắc. Chúng ta xem qua một cái dự đoán tiếp theo. Ở bức tranh này, chúng ta có dự đoán it be a leaf, I can see most of the picture. Nó là một chiếc lá, tôi có thể thấy hầu hết bức ảnh. Lúc này mức độ chắc chắn của chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Chúng ta đã thấy được rất nhiều. Vậy mức độ chắc chắn tăng lên, chúng ta có thể dùng must. Nó ắt hẳn là một chiếc lá. Must, ắt hẳn, chắc hẳn. Chúng ta xem bức tranh tiếp theo, the next picture. Và các em có một cái dự đoán. It be a leaf, I can almost see its wings and head. Nó là một chiếc lá, tôi gần như có thể thấy những cái cánh và đầu của nó. Vậy thì nếu mà mình đã thấy những cái cánh và đầu của nó thì đây không thể là chiếc lá được. Không thể nào. Và mình đã dự đoán chắc chắn hơn nữa. Nên ở đây mình sẽ dùng động từ khiếm khuyết can't. It can't be a leaf. Không thể nào là một chiếc lá. Và đây là gì các em có nhìn thấy rõ trong bức tranh này chưa? Những cái cánh, đây là hai cái cánh, wings. Và cái đầu mình chưa thấy rõ lắm. Bây giờ các em xem. Đây, các em đã thấy bức tranh này. Có wings, head. Và đây không phải là chiếc lá các em. Đây là một walking leaf insect, một con côn trùng lá. Khi mình dự đoán, mình có thể dùng những trợ động từ khiếm khuyết. Bây giờ chúng ta xem phần tổng kết lại. Khi nói về mức độ chắc chắn, khi chúng ta chưa chắc chắn, cụ thể, rõ ràng, I'm not sure, chúng ta có thể dùng trợ động từ khiếm khuyết may, might, could, có lẽ. To show that something is possible, để cho thấy điều gì đó, có lẽ, có khả năng là như thế.
Khi chúng ta chắc chắn hơn, chúng ta sẽ dùng must to show that something is certain to be true, để cho thấy điều mình chắc chắn là đúng. Chúng ta có thể dùng can't đi với infinitive without to, không thể nào. To show that something is impossible, để cho thấy điều gì không thể xảy ra được. Chúng ta vừa xem qua cách dùng thứ hai của động từ khiếm khuyết. Tôi mời các em cùng xem qua cách dùng thứ ba. Necessity, recommendation, obligation, prohibition. Dùng để nói về sự cần thiết, những lời khuyên bảo, sự bắt buộc và sự cấm đoán. Các em sẽ cùng cô làm bài tập sau đây để xem qua cách dùng của động từ khiếm khuyết. Use modal verbs to complete some basic protective measures against coronavirus disease COVID-19 for the public. Các em hãy dùng động từ khiếm khuyết để hoàn thành những biện pháp bảo vệ cơ bản sao chống lại COVID-19 cho cộng đồng. Các em có bức tranh đầu tiên, đây là biện pháp bảo vệ cơ bản đầu tiên. You go shopping for food because you can order it online. Bạn đi mua thức ăn bởi vì bạn có thể đặt nó trên mạng. Vậy thì ở đây mình có thể đặt thức ăn trên mạng nên mình không cần thiết phải đi mua thức ăn. Vậy khi mình nói không cần, chúng ta có động từ khiếm khuyết là needn't. You needn't go. Không cần thiết phải đi. Biện pháp bảo vệ cơ bản thứ hai, chúng ta có you wear face mask when you go out. Bạn đeo khẩu trang khi bạn đi ra ngoài. Thì đây là một biện pháp bảo vệ cho mình và mình nên thực hiện. Mình sẽ dùng động từ khiếm khuyết, đó là should. Should, nên. Bạn nên đeo khẩu trang. You should wear. Chúng ta xem biện pháp bảo vệ cơ bản tiếp theo. Biện pháp bảo vệ này là yêu cầu mình rửa tay. You wash your hands regularly with alcohol-based hand rub or with soap and water. It is very important to do this. Bạn phải rửa tay đều đặn với chất tẩy rửa có cồn hoặc với xà phòng và nước. Điều này rất quan trọng. Thì đối với một việc rất quan trọng mình phải làm, thì mình sẽ dùng động từ khiếm khuyết là must. You must wash. Bạn phải rửa tay đều đặn. Các em xem biện pháp bảo vệ cơ bản tiếp theo, đó là gì? Đó là social distancing rules, những quy định về giữ khoảng cách trong giao tiếp. Và break rules, đó là vi phạm những quy định về giữ khoảng cách trong giao tiếp. Thì chúng ta không được vi phạm. Khi chúng ta không được phép làm sai cái quy định, chúng ta sẽ dùng mustn't. Bạn không được phép vi phạm. You mustn't break social distancing rules. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại phần tổng kết cách dùng thứ 3 của động từ khiếm khuyết. Các em xem, chúng ta có thể dùng động từ khiếm khuyết needn't để chỉ sự không cần thiết, lack of necessity. Chúng ta có thể dùng should hoặc là ought để nói về sự khuyên bảo, recommendation. Chúng ta có thể dùng động từ khiếm khuyết must để nói về obligation, là sự bắt buộc phải làm. Chúng ta có thể dùng mustn't để nói về sự không được phép làm, hay là prohibition, sự cấm đoán. Chúng ta vừa xem qua cách dùng thứ ba trong nhóm cách dùng của động từ khiếm khuyết. Bây giờ cô mời các em cùng xem qua cách dùng thứ tư của động từ khiếm khuyết. Cách dùng thứ tư dùng để nói về permission, request, offers, suggestion. Dùng để nói về sự xin phép, request, yêu cầu, offers, đề nghị, suggestion, đề xuất, đề nghị. Các em hãy xem bài tập sau đây để nắm rõ hơn cách dùng của động từ khiếm khuyết.
The following students are active and friendly. Use modal verbs subject to complete their activities at school. Những học sinh sau đây thì rất là năng động và thân thiện. Các em hãy dùng động từ khiếm khuyết cùng với chủ ngữ để hoàn thành các hoạt động của họ ở trường. Bây giờ chúng ta xem học sinh đầu tiên. When he doesn't understand the lesson, he raises his hand and says, khi cậu học sinh này không hiểu bài học, cậu sẽ giơ tay lên và nói câu gì các em? Chúng ta sẽ dùng động từ khiếm khuyết và chủ ngữ điền vào câu này. Cậu sẽ nói, may I ask you a question? Em có thể hỏi thầy cô một câu hỏi hay không? Chúng ta có thể dùng may I, can I, could I để hỏi xin phép. May I ask you a question? Các em xem học sinh thứ hai. Khi cô học sinh này không hiểu bài, when she doesn't understand the lesson, she says, khi cô không hiểu bài thì cô sẽ giơ tay lên và nói câu gì? Các em, could you explain it again? Thầy cô có thể giải thích lại hay không? Thì chúng ta có thể dùng mẫu can you, could you, will you, would you để đề nghị yêu cầu người khác làm một việc gì. Chúng ta xem qua học sinh tiếp theo. When he wants to help his teacher to clean the board, he says, khi cậu học sinh này muốn giúp giáo viên lau bảng, cậu nói, shall I clean the board? Em có thể lau bảng được không? Chúng ta có thể dùng shall I để đưa ra một offer. Offer là đề nghị được làm việc gì cho người khác. Chúng ta xem qua câu học sinh tiếp theo. When she wants to make the class happier, she says, khi cô học sinh này muốn lớp học vui hơn, cô nói, shall we sing a song? Chúng ta hãy cùng hát một bài hát nhé. Chúng ta có thể dùng shall we, we can, we could, we should để đưa ra một đề xuất, đề nghị, suggestion. Vậy, chúng ta có phần tóm tắt trong cách dùng thứ tư của động từ khiếm khuyết như sau. Chúng ta có thể dùng may I, can I, could I, would you mind if I. Chúng ta dùng những động từ khiếm khuyết này để nói về permission, để chúng ta hỏi xin phép được làm điều gì. May I ask you a question? Em có thể hỏi cô thầy một câu hỏi được không? Chúng ta có thể dùng can you, could you, would you please, would you mind để yêu cầu người khác làm một việc gì. Request. Could you explain it again? Cô thầy có thể giải thích lại được không? Chúng ta có thể dùng shall I. Shall I dùng để đưa ra một đề nghị được làm việc gì cho người khác. Shall I clean the board? Để em lau bảng, giúp thầy cô. Shall we? We can, we could, or we should. Chúng ta có thể dùng cấu trúc này để đưa ra những lời đề nghị, suggestions. Chúng ta vừa xem qua những cách dùng cơ bản của động từ khiếm khuyết. Bây giờ các em sẽ xem một số cụm từ tương tự với động từ khiếm khuyết. Chúng ta cùng làm bài tập sau đây để nhận diện lại một số cụm từ tương tự với động từ khiếm khuyết nha các em. Match modal verbs and their similar expressions. Hãy kết hợp động từ khiếm khuyết và những cụm từ tương tự của chúng. Chúng ta có động từ khiếm khuyết can, could và cụm từ tương tự của chúng là be able to, có thể. May có cụm từ tương tự là be allowed to, có được phép làm hay không? Em có được phép làm hay không? May I? Can I? Must có cụm từ tương tự là have to, has to, gần nghĩa với nó là phải. Should có cụm từ tương tự là had better. Had better tốt hơn là nên. Needn't
có cụm từ tương tự là don't have to, don't need to, không cần, không cần phải làm. Shall I? Shall I có cụm từ tương tự là let me, để tôi làm việc này, việc kia cho bạn. Shall we, let's, shall we sing a song? Chúng ta hãy hát một bài hát, let's sing a song. Vậy chúng ta xem lại động từ khiếm khuyết và những cụm từ tương tự của động từ khiếm khuyết nhé các em xem lại. Chúng ta có cụm từ tương tự của can, could, be able to, may, be allowed to, được phép. Và các em xem may, might, could cũng là may. Và may còn có một cụm từ khác, đó là be likely to, khi nói về mức độ chắc chắn, có lẽ, có khả năng. Còn may ở trên là hỏi xin phép nhé các em. Chúng ta có must, must là phải, mustn't, không được phép, be not allowed to, needn't. Shall we, let's, shall I, let me. Chúng ta vừa xem một số kiến thức cơ bản về cách dùng của động từ khiếm khuyết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập một số bài tập về động từ khiếm khuyết. Câu thứ nhất, các em sẽ chọn chữ cái A, B, C hoặc D. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau. Các em xem câu 1. You haven't eaten anything since yesterday afternoon. You'll be really hungry. I am. Bạn không ăn bất kỳ thứ gì hết kể từ chiều ngày hôm qua. Bạn thật sự đói bụng. Thì đối với câu này, chúng ta có 4 trợ động từ khiếm khuyết được cho là might, will, can, must. Bạn không ăn thứ gì hết kể từ chiều ngày hôm qua. Vậy ở đây, người nói đưa ra một cái kết luận là bạn thật sự đói bụng. Đây là một dự đoán. Và khi nói về dự đoán của mình, hay mình nói về mức độ chắc chắn trong cái dự đoán của mình, thì chúng ta có thể dùng động từ khiếm khuyết must hoặc might. Must là mức độ chắc chắn rất cao nha các em. Might là có khả năng, có lẽ, không chắc chắn lắm. Vậy mức độ chắc chắn rất cao nên chúng ta sẽ dùng đáp án là must. Bạn ắt hẳn, chắc hẳn là đói bụng. Và sự thật là người này trả lời I am, tôi đúng là đói bụng. I am hungry. Chúng ta xem qua câu số 2 nhé các em. Câu 2. You use your mobile phone during the test. It's against the rules. Các em có gợi ý it's against the rules. Đó là vi phạm những quy định. Khi nói về quy định, những quy định yêu cầu chúng ta phải làm hoặc là không được làm. Thì trong đây gợi ý là gì? During the test, suốt cái bài kiểm tra, thì bạn không được dùng điện thoại di động. Đó là quy định. Khi nói về quy định, bắt buộc chúng ta làm hoặc bắt buộc chúng ta không được làm. Trong trường hợp này là không được làm. Vậy thì chúng ta có không được làm, cấm làm, prohibition. Đó là mustn't hoặc là be not allowed to. You mustn't use. Bạn không được sử dụng. Chúng ta xem qua câu số 3. All students hand in their assignments by Friday at the latest. Tất cả học sinh nộp bài tập vào thứ 6 là hạn chót. Thứ 6 at the latest. At the latest có nghĩa là chậm nhất. Chậm nhất phải là thứ 6. Vậy chúng ta đang nói về cái deadline, mình hay nói deadline. Deadline đó chính là hạn chót. Hạn chót là nó buộc chúng ta phải thực hiện, phải làm trước hạn chót. Khi nói về obligation, bắt buộc phải làm, chúng ta sẽ dùng trợ động từ khiếm khuyết là must. Và có cụm tương tự là have to hoặc là has to. Have to, has to là cụm gần nghĩa nha các em. Vậy đáp án của chúng ta là must, tất cả học sinh phải nộp bài, must hand in. Câu số 4. Chúng ta có đoạn hội thoại. Mary đang nói chuyện với một porter. Porter là người khuân vác. In the hotel lobby, trong cái sảnh của khách sạn. Porter nói, shall I help you with your suitcase? Người khuân vác nói, shall I? Các em có gợi ý shall I? Các em nhớ shall I là gì? Shall I là đề nghị được làm việc gì cho người khác. Shall I help you?
để tôi giúp cô khiêng cái vali, cái hành lý. Thì khi người khác đề nghị làm việc gì đó cho mình, thì mình sẽ trả lời như thế nào các em? Câu A, not a chance, không một cơ hội. That's very kind of you. Anh rất là tốt bụng, tử tế. I can't agree more. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đây là đồng ý với quan điểm. What a pity, thật là tiếc. Vậy thì người khuân vác đề nghị được giúp khiêng hành lý. Mary sẽ trả lời, that's very kind of you. Anh rất tốt khi đề nghị giúp tôi. Offer. Các em xem câu số 5. You wash those apples. They have already been washed. Những quả táo này nó đã được rửa sạch rồi. Vậy thì bạn có cần rửa những quả táo đó nữa không các em? Thì ở đây chúng ta đang nói về sự không cần thiết. Needn't. Bạn không cần rửa những quả táo đó. Chúng ta có đáp án là needn't. You needn't wash. Không cần thiết nữa. Việc này đã được làm rồi. Câu số 6. Could you bring me some water? Chúng ta có gợi ý could you. Could you, can you, will you, would you hay là would you mind. Đây là câu yêu cầu, request, yêu cầu người khác làm việc gì. Thì trong câu này trái vịt yêu cầu người bồi bàn, could you bring me some water? Anh có thể mang cho tôi một ít nước được không? Khi David yêu cầu người bồi bàn thì người bồi bàn sẽ trả lời là gì các em? Đây là câu yêu cầu, không phải là câu hỏi. Mình không có trả lời yes hay là no, không có trả lời yes I can hay là no I can't. Và mình trả lời lịch sự là gì các em? Certainly, sir. Chắc chắn là được rồi, thưa ông. Chúng ta xem qua câu số 7. I'm not sure, but Tony probably get that demanding job. Tôi không chắc, nhưng Tony có lẽ nhận công việc thách thức đó. Mình có gợi ý là I'm not sure, không chắc chắn. Khi nói về mức độ chắc chắn, chúng ta xem lại must. Must là cho mức độ rất là chắc chắn một sự việc là đúng. Might, mình không chắc chắn, mình chỉ nghĩ có lẽ sự việc là như thế. Vậy thì ở đây I'm not sure, không chắc chắn, chúng ta sẽ chọn might, có lẽ. Tony có lẽ nhận công việc đó. Câu số 8. He has made so many mistakes in his essay that he drew it all again. Anh ta mắc quá nhiều lỗi trong bài viết đến nỗi anh ta viết lại tất cả. Câu A, chúng ta có needs, need là cần. Câu B, ought. Ought thì các em nhớ ought nó trong cụm, phải có cụm của nó là ought to. Ought to. Used to là đã từng. Has to là phải. Vậy chúng ta có cái sự bắt buộc, obligation, must hoặc là have to, has to. Ở đây chúng ta dùng have to, has to để chỉ sự bắt buộc từ bên ngoài. Bắt buộc do cái tình huống bắt buộc anh ta phải viết lại. Thì chúng ta dùng has to. Câu số 9. You lend me your calculator for some minutes, please. Lend là cho mượn. Cho tôi mượn cái máy tính của bạn một vài phút được không? Làm ơn, please. Các em có gợi ý please, làm ơn, có nghĩa là mình đang yêu cầu người khác làm việc gì. Khi yêu cầu người khác làm việc gì, mình sẽ dùng can you, could you, will you, would you, would you mind. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là will you lend me. Bạn làm ơn cho tôi mượn cái máy tính vài phút. Câu số 10. You passed the exam in order to graduate from high school. Bạn vượt qua kỳ thi để tốt nghiệp phổ thông. Để tốt nghiệp phổ thông thì chúng ta phải như thế nào các em? Đây là cái điều bắt buộc. Chúng ta phải vượt qua kỳ thi. You must pass the exam. Bắt buộc. Câu 11. The kitchen dirty because she had just clean it. Nhà bếp dơ bởi vì cô ấy vừa lau dọn nó. Thì bởi vì cô ấy vừa lau dọn nó nên không thể suy ra là nhà bếp dơ được. Phải là nhà bếp như thế nào? Mình sẽ dự đoán là nhà bếp là không có dơ ha. Chúng ta có dự đoán một cái sự việc không thể nào thì chúng ta sẽ dùng khiếm khuyết là can't.
The kitchen can't be dirty. Nhà bếp không thể nào dơ được, tại vì mới vừa dọn. Câu 12. Shall I collect the tickets for the concert for you? Shall I? Các em xem lại. Shall I? Gợi ý. Shall I là đề nghị được làm việc gì cho người khác. Shall I let me? Để tôi. Để tôi đi lấy vé xem hòa nhạc cho bạn. Đối với người đề nghị giúp mình, thì mình sẽ trả lời như thế nào các em? It's kind of you to do so. Bạn rất là tốt khi làm việc này. Câu 13. Chúng ta có Can you do the cooking today? Can you? Gợi ý can you. Mình đang yêu cầu người khác làm. Can you do the cooking today? Thì khi người khác yêu cầu mình làm, mình trả lời như thế nào các em? Oh, all right. All right có nghĩa là ok, được thôi. That's all right, that's okay. Được thôi. Tôi có thể làm được, và mình có thể trả lời là sure, certainly. Chúng ta cùng xem qua câu 14. Despite the heavy traffic on the roads this morning, he gets to the airport in time. Mặc dù giao thông đông đúc trên đường phố sáng nay, anh ta đến sân bay kịp lúc. Chúng ta có gợi ý this morning. This morning đang chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ. Chúng ta không dùng can, chúng ta loại câu này. Chúng ta còn might, có lẽ không hợp trong ngữ cảnh này hay các em. Chúng ta còn was able to và could. Cả hai chúng ta nói là nó là những cụm từ tương tự với nhau. Vậy bây giờ chúng ta xem chúng có sự khác biệt gì với nhau hay không. Cả hai, could và was were able to, đều nói về khả năng chung ở quá khứ, general ability in the past. Tuy nhiên, chúng ta dùng was were able to để cho thấy sự việc mà chúng ta có thể làm được trong một trường hợp cụ thể, on a particular occasion. Trong khi could nói về khả năng chung chung, thì chúng ta có was were able to nói về khả năng xảy ra trong một trường hợp cụ thể. Và ở đây chúng ta có một cái trường hợp cụ thể, đó là the heavy traffic, giao thông đông đúc. Trường hợp này, nhưng mà mình vẫn có khả năng vượt qua được cái tình huống khó khăn, thì chúng ta sẽ dùng là was hoặc là were able to. Vậy lúc này đáp án của chúng ta là B, was able to. Bây giờ chúng ta xem qua câu cuối cùng trong bài tập hôm nay. Chúng ta có Can I borrow your nose, please? Can I? Chúng ta có can I. Nó là câu để hỏi xin phép, permission. May I, can I, could I, would you mind if I? Khi hỏi xin phép người khác, chúng ta nói Can I do something? Và trong câu này, Jack hỏi xin phép mượn nose. Nose là giấy ghi chú. Jack mượn giấy ghi chú. Thì Jack nói, can I borrow your nose, please? Tôi có thể mượn được giấy ghi chú của bạn không? Đối với lời đề nghị của Jack, Jill sẽ trả lời như thế nào các em? Đây không phải là câu hỏi yes hay là no. Mình không thể nói là yes, I can. Không được nói yes, I can. Vậy đáp án của chúng ta là gì các em? Yes, sure. Vâng, tất nhiên là được rồi. Chúng ta vừa ôm một số kiến thức về động từ khiếm khuyết. Chúng ta đã xem lại hình thức của động từ khiếm khuyết, form. Và chúng ta đã xem lại một số cách dùng cơ bản của động từ khiếm khuyết. Động từ khiếm khuyết có thể dùng để nói về khả năng, hay nói về mức độ chắc chắn, hay là hỏi xin phép, yêu cầu người khác làm gì, hay mình đề nghị để làm gì cho người khác, hoặc là đề xuất chúng ta cùng làm việc gì. Hay chúng ta có thể dùng động từ khiếm khuyết để nói về sự không cần thiết, sự khuyên bảo, hay là sự bắt buộc, hay là cấm đoán. Và chúng ta cũng đã làm qua một số bài tập có trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Qua bài tập này, cô hy vọng các em sẽ nắm vững hơn về động từ khiếm khuyết. Buổi ôn tập của cô đến đây là kết thúc. Mến chào tạm biệt các em.